Đây là các bạn, đây là cái món chả hấp của mình ha, là mình cũng đã làm xong rồi nè. Thì nếu mà các bạn mà muốn làm được cái món chả hấp như thế này á, thì các bạn hãy cùng mình vào trong bếp mình sẽ làm nha các bạn. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay nhà mình sẽ làm là chả hấp trứng muối ha. Thì nguyên liệu mình gồm có là mình có là 650g thịt nạc. Thịt nạc đó là mình mua ở trong siêu thị á, là người ta đã có size sẵn rồi đó các bạn. Với lại là 2 muỗng rưỡi canh đường, với lại 6 củ hành tím. Bột ngọt thì mình sử dụng là 1/3 muỗng cà phê bột ngọt ha. Còn hạt cờ no thì mình sử dụng 1/3 muỗng cà phê luôn. Còn tiêu thì mình sử dụng là 1 muỗng cà phê tiêu. Còn dầu điều thì mình sử dụng là 1 muỗng canh dầu điều. Núm mèo thì mình sử dụng là 50g. Với lại 3 cái hộp vịt. Này hộp vịt lạc nha các bạn. Với lại 1 củ hành tây và 1 gắt bún tàu. Cái này là bún tàu nha các bạn chứ không phải là bún miếng nha. Với lại 5 cái trứng muối. Thì hôm nay là nhà mình là sẽ làm ra một bữa cơm là lặn như mình làm chả hấp như vậy nè các bạn. Thì mình sẽ để ăn chung với cơm ha. Thì trước tiên là mình sẽ gọt cái phần núm mèo nè, với lại củ hành tím, với lại củ hành tây, với lại bún tàu mình sẽ sắc sợi ra hết nha các bạn. Thì bây giờ là cái núm mèo nè, hồi nãy là mình mua là nó dạng khô quá các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ sắc cái phần núm mèo, mình sẽ sắc sợi ra chứ mình không có phải là sắc hạt lựu nha. Thì như hôm nay là ở ngoài trời với các bạn thì đang mưa, cho nên là mình làm cái món chả hấp là các bạn mình ăn cơm chiều như vậy thì ăn nó cũng rất là ngon. Mình có thể là mình ăn chung với lại mình chấm với rau, giống như là ở ngoài quán người ta bán, ví dụ như có một dĩa cơm bì chả đó các bạn thấy không, cái dĩa cơm bì chả thì ăn nó cũng bình dân nhưng mà ăn cũng rất là ngon. Mình làm cái món đó là cũng tương tự như vậy đó các bạn, y chang như vậy luôn chứ không phải là tương tự ha. Như các bạn á, như các bạn nếu mà không có thời gian mà mình sắc như vậy nè các bạn, mình có thể là mình mua ở tiệm tạp hóa, người ta cũng có bán mà sắc sẵn á các bạn. Mình chỉ về mình ngâm thôi là mình sẽ nó nở ra, là mình sẽ để vô trong cái phần chả là được rồi ha. Tiếp theo là mình sẽ cho thịt vào đây nha các bạn. Đây, còn cái này gia vị nè, như là bún tàu nè, với lại củ hành tây, núm mèo mình sẽ cho vào hết luôn. Với lại là củ hành tím ha. Như là bột ngọt, tiêu, hạt cà no mình sẽ cho vào hết luôn. Còn đường nè, mình sẽ cho hết luôn nha các bạn. Tại vì là mình có lấy một ít chồng trắng trứng muối nha. Mình đặt mà mình sẽ lấy cái chồng đỏ nè, mình sẽ để riêng qua. Mình sẽ để riêng qua một cái dĩa nha. Mình chỉ lấy là hai cái trứng chồng trắng thôi nha các bạn, hai cái trứng chồng trắng muối thôi nha. Tại vì cái phần chồng trắng trứng muối này nó rất là mặn, cho nên là mình không có thêm muối gì hết ha. Đây. Và tiếp theo nè, còn cái phần hộp vịt, cái này hộp vịt lạc chứ không phải là hộp vịt muối nha. Thì mình ế chết mồm, mình sẽ lấy chồng đỏ lại, mình sẽ để một hồi, mình sẽ quét ở trên mặt. Mình sẽ cho hết 3 trứng chồng trắng trứng.
vào đây, mình chỉ để chồng đỏ mình để riêng thôi nha các bạn. Thôi sao không bể chồng đỏ nó rồi. Ví dụ nếu mà các bạn mà thích mà có để cái chồng đỏ vô trong cái sửng này luôn á cũng vẫn được nha. Cái này là mình lấy cái chồng đỏ nè, đặng mình trang trí ở trên cái mặt đó các bạn, đặng cho cái phần mặt chả hấp của mình á nó sẽ đẹp hơn ha. Bây giờ là gia vị là mình đã cho vào hết rồi ha, thì bây giờ là mình sẽ trộn thịt nè với lại trứng á các bạn, mình sẽ trộn cho nó đều ha, trộn cho nó đều gia vị nào là bún tàu nè, nấm mèo nè, thịt nè, mình sẽ trộn cho nó đều với nhau. Sau đó mình sẽ để cho cái phần thịt đó mình giống như là mình ướp á, ướp thịt trong vòng 10 phút đặng cho thịt nó sẽ thấm nha, thấm rồi mình sẽ đem đi hấp. Các bạn, cái phần thịt đó, đó bây giờ là mình sẽ cán đều như vậy nè các bạn, cán đều cho nó bằng phẳng nha. Rồi sau đó là mình sẽ để cái phần thịt nè, mình ướp trong vòng 20 phút nha. Thì tiếp theo á là mình sẽ đánh cái phần chồng đỏ nè. Cái này là dầu điều ha, mình sẽ cho vào trong cái tô chồng đỏ của mình, đặng mình giúp cho có cái màu đẹp hơn á các bạn. Thì mình sẽ đánh lên như vậy, đánh cho đều ra. Đặng một hồi là mình sẽ rưới ở trên cái phần mặt này ha. Tiếp theo là mình sẽ cho cái phần trứng muối nè, trứng muối là mình cũng chẻ nè các bạn, mình chẻ ha, chẻ ra cho mình sẽ nhấn vô như vậy. Mình cũng sắp đại thôi chứ mình không có để mà trang trí gì cho nó đẹp nha các bạn. Các bạn thấy nè, có 5 cái trứng muối thôi nhưng mà mình sẽ chia ra mình làm. Dính quá. Rồi bây giờ là mình sẽ rưới nè các bạn. Mình rưới cái phần chồng đỏ á. Rưới một hồi là mình tự động mình sẽ lan ra các bạn. Một hồi là mình sẽ giống như là mình phải cán ra làm như vậy nè. Nếu mà các bạn mà có cọ thì mình sẽ dùng cọ cũng được, còn không thì mình sẽ dùng muỗng cũng vẫn được nha. Rồi bây giờ là mình sẽ quét cho cái phần chồng đỏ này nó sẽ đều với cái sửng của mình luôn ha, đặng giúp cho cái màu lên nó sẽ đẹp hơn. Rồi bây giờ cái sửng của mình á là mình cũng đã trang trí xong rồi các bạn, thì mình sẽ đem trước nhà sau mình sẽ hấp luôn nha các bạn. Rồi mình cũng có bắt sẵn cái nồi nước rồi các bạn, bây giờ nước đã sôi ha, thì bây giờ mình sẽ cho cái sửng vào mình hấp trong vòng nửa tiếng nha. Nửa tiếng là bánh nó sẽ quên, nửa tiếng là cái phần chả mình nó đã chín rồi các bạn. Mình quên, mình nhớ là mình đang làm bánh các bạn. Và chả nãy giờ là mình hấp cũng được là 40 phút các bạn. Đó. Các bạn thấy là lên cái màu nè, rất là đẹp ha. Thì bây giờ là mình sẽ tắt bếp luôn. Mình tắt bếp rồi mình sẽ gắp ra, mình sẽ chờ cho chả nó nguội tí xíu nha các bạn. Nguội tí xíu rồi mình mới lấy ra mình cắt được. Đây. Đây, bây giờ nè các bạn nhìn nè, chả là mình cũng đã làm xong rồi nè, bây giờ là mình sẽ cắt ra cho các bạn xem nha. Nè các bạn, đó cái dĩa chả hấp của mình đã làm xong ha, các bạn nhìn nó có hấp dẫn hay không ha. Đó thì bây giờ là mình sẽ cắt ra, mình sẽ cho con mình ăn cơm nha các bạn. Thì video của mình là sẽ kết thúc tại đây.
Thì mình cũng xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video của mình nha. Nếu thích đó, thì like, chia sẻ cho các bạn nhiều người cùng xem nhé. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Xin chào các bạn.